Trước diễn biến vẫn hết sức phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh lúc này, mới đây thì Bộ trưởng Bộ Y tế đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và đẩy nhanh thời gian có thể phủ sóng được toàn bộ số lượng vaccine này cho phần đông dân số ở thành phố Hồ Chí Minh ngay trong thời điểm thực hiện chỉ thị 16. Theo kế hoạch tiêm vaccine đợt năm trước đây của thành phố Hồ Chí Minh, mỗi điểm sẽ tiêm từ 120 đến 200 người một ngày. Tuy nhiên mới đây Bộ Y tế yêu cầu thành phố không giới hạn số lượng, không giới hạn thành phần mà tất cả các công dân trên 18 tuổi đều sẽ được tiêm. Bộ y tế yêu cầu thành phố cần bố trí nhân lực tiêm chủng và các bộ phận hỗ trợ làm việc toàn thời gian trong suốt thời gian tổ chức chiến dịch tiêm chủng, không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, phát huy tối đa năng lực của các điểm tiêm chủng những người thuộc nhóm cần phải thận trọng khi tiêm chủng có thể được tiêm tại tất cả các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động, không bắt buộc tiêm tại các bệnh viện hay là cơ sở điều trị. Tại các khu phong tỏa, chính quyền địa phương căn cứ số lượng người dân để bố trí các điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động phù hợp, tránh để người dân phải di chuyển đến các khu vực khác khi tham gia tiêm chủng.